Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Người dân Bản Muông, xã Trường Sọ, thành phố Sơn La không khỏi bàng hoàng khi phát hiện một bao tải dứa nổi trên mặt hồ thủy lợi, bên trong có một thi thể đang phân hủy. Ngay khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ. Chi tiết của sự việc này ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Những ngày cuối tháng 1 là thời điểm cận Tết Nguyên Đán. Bản Muông, xã Chiền Cọ, thành phố Sơn La, xôn xao hơn bao giờ hết. Người dân nơi đây chưa bao giờ chứng kiến một vụ án nghiêm trọng đến như vậy. Hiện trường vụ án được phát hiện ban đầu tại hồ thủy lợi Bản Muông, nơi nhiều năm qua bà con nơi đây lấy nước tưới tiêu sinh hoạt. Khi đi kéo vó về, một người dân đã phát hiện chiếc bao tải dứa chứa một vật thể lạ giống như con lợn chết. Khi ngó vào xem, mới phát hiện đó là một xác chết của con người. Ngay lập tức, người dân Bản Muông đã gọi điện trình báo với công an xã Chiền Cọ về vụ việc trên. Khu vực hồ Bản Muông là một địa điểm ít người qua lại. Buổi tối không có đèn đường nên rất khó khăn cho việc khám nghiệm. Trong bao tải dứa là một thi thể nữ đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, cao khoảng 1m50, tuổi từ khoảng 40 cho tới 50 tuổi. Chết do bị siết cổ, không một loại giấy tờ nào được tìm thấy cùng nạn nhân. Nạn nhân mặc trang phục của người Kinh nhưng lại đeo một chiếc túi nhỏ thổ cẩm của người dân tộc. Tài có đeo một đôi khuyên màu vàng kiểu dáng khá đặc trưng của người Mông. Ngoài ra, nạn nhân khuyết hai răng cửa hàm trên. Ngay trong đêm 23 rạng sáng 24 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã họp khẩn để đưa ra những quyết định cho việc điều tra, làm rõ vụ án. Phải quyết tâm phá vụ án thật sớm để đảm bảo ổn định tình hình dư luận, đặc biệt cần phải xác định sớm danh tính của nạn nhân. Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh chia sẻ. Lực lượng Cảnh sát Kỹ thuật Hình sự Công an Sơn La tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân tại hồ Bản Muông. Xác định nạn nhân đã tử vong trước đó từ 7 cho đến 10 ngày do ngạt cơ học. Hung khí gây án là hai chiếc khăn len cuốn quanh cổ nạn nhân. Đối tượng gây án có thể là một đến hai người. Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, Công an thành phố Sơn La đã tập trung rà soát số nhân khẩu là nữ và xác định nạn nhân không phải là người địa phương, bị sát hại ở một địa điểm khác trước khi được đưa đến hồ thủy lợi Bản Muông để phi tang. Do vậy, cần phải mở rộng địa bàn khoanh vùng nạn nhân ra cả 12 xã phường trên địa bàn thành phố Sơn La, thậm chí là cả tỉnh Sơn La. Dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi, ban chuyên án nhận định người phụ nữ có thể không phải là người dân tộc thiểu số mà chỉ là có mối quan hệ gần gũi với bà con vùng dân tộc. Công an thành phố Sơn La nhận định việc rà soát các cửa hàng bán bao tải dứa giống như bao tải bọc thi thể nạn nhân sẽ làm manh mối để tìm ra hung thủ gây án. Không loại trừ khả năng đối tượng đã giết chủ nợ để trốn nợ. Chúng tôi đã rà soát các nhóm đối tượng hay cho vay tiền và đối tượng thường xuyên vay nợ. Cũng không loại trừ khả năng đối tượng giết người cướp tài sản. Nhóm đối tượng vay nợ để ăn chơi và không có nghề nghiệp ổn định. Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La chia sẻ. Manh mối chỉ bắt đầu hé mở khi một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Chiền Sinh, thành phố Sơn La xác nhận có bán bao tải dứa giống như bao tải chứa xác nạn nhân vào ngày 15 tháng 1. Đây là một thông tin quan trọng giúp cho cơ quan điều tra gỡ bỏ được các vướng mắc đang gặp phải. Mặt khác, có thể khoanh vùng được thêm địa bàn vụ án có thể xảy ra trên địa bàn phường Chiền Sinh, thành phố Sơn La. Thời điểm đó, khi rà soát hệ thống camera trên địa bàn thành phố Sơn La, có phát hiện một đối tượng nghi vấn vào hồi 0 giờ 25 phút ngày 15 tháng 1, đi xe máy kiểu dáng Way Alpha, phía sau có chở một đồ vật dài và vỏ bao là bao tải dứa trùng khớp với bao tải dứa của vụ án. Đối tượng di chuyển từ khu vực phường Chiền Sinh theo hướng phía hiện trường xảy ra vụ án. Đến 23 giờ ngày 27 tháng 1, Cơ quan Điều tra Công an Sơn La nhận được cuộc điện thoại của một công dân cung cấp thông tin về nạn nhân. Nạn nhân được xác định là Đỗ Thị Túy, tên gọi khác là Dung. Bà Túy có nhà cho thuê tại đường Lê Duẩn, phường Chiền Sinh, nhưng chủ yếu sinh sống tại Bắc Yên. Thời gian gần đây, bà Túy thường xuyên vắng nhà. Ngay lập tức, ban chuyên án khoanh vùng những mối quan hệ xung quanh của công dân Đỗ Thị Túy
Và được biết, ngoài căn nhà đang cho thuê kinh doanh sơn xây dựng tại đường Lê Duẩn, thì bà Túy còn có một lô đất đối diện cho thuê làm gara sửa chữa ô tô. Khi hỏi những người tại xưởng sửa chữa thì biết chiều ngày 14 tháng 1 còn thấy bà Túy, nhưng sau đó bà đi đâu, làm gì thì không ai biết. Từ kết quả xác định tại ngôi nhà số 156 đường Lê Duẩn, nơi bà Túy cho thuê để kinh doanh sơn, ngoài chủ văn phòng thì còn một kế toán và một thủ kho kim thợ pha sơn. Xác minh thân nhân lai lịch của những người này, cơ quan điều tra hướng sự tập trung hơn cả đến người thợ pha sơn là Hoàng Văn Thương, sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại chính bản Muôn, xã Chiền Cọ, thành phố Sơn La, nơi phát hiện xác của bà Túy. Hơn nữa, gia đình của Thương cũng sở hữu một chiếc xe quay màu xanh rất giống với phương tiện của đối tượng tình nghi được camera an ninh ghi lại. Xác minh thêm về Hoàng Văn Thương thì được biết, Thương là người có thiếu nợ nhiều nơi, nhưng đến ngày 20 tháng 1 thì tài khoản giao dịch lại được cộng thêm gần 150 triệu đồng. Xác minh sâu thời gian biểu của Thương thì có tài liệu cho rằng, vào sáng sớm ngày 15 tháng 1, Thương có chạm mặt bà Túy tại căn nhà số 156 Lê Duẩn. Như vậy, sau một thời gian thu thập các tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra đã thanh loại hầu hết những người tại cửa hàng kinh doanh sơn và chỉ chừa lại duy nhất người thủ kho, kim thợ pha sơn Hoàng Văn Thương. Sáng 28 tháng 1, Hoàng Văn Thương được triệu tập về cơ quan điều tra. Với những bằng chứng không thể chối cãi, Hoàng Văn Thương đã phải nhận tội liên quan đến tử thi được phát hiện tại Hồ Bản Muôn, xã Chiền Cọ, thành phố Sơn La. Thương khai nhận vào đầu năm 2020 có vay bà Túy 30 triệu đồng. Hai bên thống nhất tiền lãi tính theo ngày, số tiền gốc và lãi mà Thương phải trả cho bà Túy lên đến gần 100 triệu đồng. Lãi quá cao, đồng thời nhiều lần bị bà Túy đòi nợ và dọa gọi xã hội đen lên tận nhà đòi người thân và gia đình. Sáng ngày 15 tháng 1, Thương có chạm mặt bà Túy. Bà Túy đòi món nợ mà Thương đã nợ từ lâu và yêu cầu trả. Tuy nhiên, Thương không có tiền và xin khất để sau Tết trả, thì bà Túy không đồng ý, đồng thời chửi bới Thương. Lúc này, Thương nảy sinh ý định giết bà Túy để không phải trả món tiền mà đã vay trước đó. Thương đã đẩy bà Túy vào tường, bóp cổ bà Túy rồi dùng khăn siết, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm bà Túy, rồi lấy 18 triệu đồng tiền mặt và chuyển khoản toàn bộ số tiền của bà Túy vào số tài khoản của Thương, rồi đóng cửa làm việc bình thường. Tiếp theo, đối tượng này đi mua chiếc bao tải dứa đựng xác bà Túy, đợi đến đêm đi thủ tiêu. Khi sát hại bà Túy, em chỉ biết là sẽ giấu xác bà Túy để mọi người không phát hiện. Còn giấu đi đâu, giấu như thế nào thì do hoảng quá, em cũng không biết. Em chỉ biết chỗ hồ đấy là hồ ở bản của em, nên em chỉ nghĩ là cho xác chìm xuống thì mọi người không tìm thấy mà thôi. Đối tượng Hoàng Văn Thương khai nhận. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 10 tiếng đồng hồ, cơ quan điều tra công an tỉnh Sơn La đã phá thành công vụ án, xác định được nhân thân nạn nhân, điều tra được danh tính đối tượng gây án. Ngày 21 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Hoàng Văn Thương, đối tượng giết người vứt xác xuống hồ thủy lợi Bản Muôn, xã Chiền Cọ, thành phố Sơn La để phi tang. Đây là vụ án giết người, hiếp dâm, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra cách Tết Nguyên Đán 20 ngày, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tại hội đồng xét xử, bị cáo Hoàng Văn Thương cũng thừa nhận hoàn toàn những hành vi của mình trước hội đồng xét xử, đồng thời cũng mong muốn được giảm nhẹ tội danh của mình để có cơ hội làm lại cuộc đời. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thương tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội hiếp dâm, 9 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp cả 3 hình phạt là tử hình. Vụ án này đã để lại những bài học đau xót, những nỗi đau sẽ còn mãi đối với những người thân của nạn nhân và đối tượng. Nỗi ám ảnh cũng sẽ còn mãi với người dân Bản Muôn khi nhắc đến tên sát nhân ngay chính trong bản mình, kẻ đã từng được coi là đứa con ưu tú của bản khi có tấm bằng đại học. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.